Có một lần thầy giảng, có anh hỏi thầy, thầy giảng là nhân để mình giàu là bố thí cúng dường. Bây giờ con nghe thầy con bán nhà con bố thí luôn, nhưng với điều kiện là thầy cho con biết khi nào con giàu. Quý vị giúp thầy coi. Nhiều khi đi giảng có những người hỏi những câu dễ thương lắm quý vị. Hỏi những câu dễ thương lắm mà thầy nghe xong là thầy tối tăm mặt mày luôn. Có những câu nghe rồi, có những câu thì có những câu hỏi khó xử lắm á quý vị. Tôi nói ví dụ như cái câu hồi nãy cái anh đó anh hỏi là bây giờ nhà ảnh làm sai, nói thì không nghe mà bỏ thì không được. Thì thấy bây giờ giả dụ như nhà quý vị mà có đứa con hư, thấy không, khổ vì nó, thấy không, khổ ơi là khổ vì nó, mà dính vô nó rầy la nó, dạy dỗ nó, theo dõi nó thì khổ, mà không dạy bỏ con đâu có được. Dòng đời này là dòng nghiệp chướng mà quý vị. Đã sinh trong dòng đời là khổ, khổ ít khổ nhiều thôi. Đã là con người là phải khổ thôi. Quý vị mà không có tu là thầy nói là chúng ta là miệt mài với những nỗi khổ. Chúng ta là những phàm phu chúng sanh. Nỗi khổ có bản quyền chính hiệu đàng hoàng nha, không có đồ giả đâu. Khổ chính hiệu, khổ có bản quyền đàng hoàng, uy tín chất lượng, hàng khổ chất lượng cao. Không, không biết thầy nói cái này có ai phản không, phản bác lại thầy không? Phải không? À nó không, dạ con không có khổ, cho tôi xuống tôi lạy luôn á. Cái người nào mà không nói khổ là người đó tu phải là thánh mới hết khổ, phải không? Khổ ít khổ nhiều thôi. Thì hôm đó đó anh hỏi thầy, bây giờ con bán nhà con bố thí luôn mà thầy cho con biết khi nào con giàu. Dạ. Thầy chỉ biết câm nín nghe tiếng anh nói. Chú biết nói làm sao giờ? Tại vì mình biết á, nhân quả làm sao, nó không phải đơn giản là làm cái xảy ra liền. Rồi có một cái trường hợp cái như thế này nè quý vị. Bây giờ á, thưa thầy là con làm, con sẽ làm, nhưng mà thầy chỉ cho con biết là khoảng lúc nào thôi, chứ thầy không cho con biết là chính xác, là cho con biết khoảng lúc nào xảy ra thôi. Quý vị biết không, cái tâm lý của con người mình là thích mì ăn liền, đúng không? Thích mì ăn liền. Ước gì con cúng lên bàn Phật một bình bông mà chỗ cái quả đẹp luôn. Thầy nói chắc chùa là toàn là cúng bông không luôn đó. Phải không? Đi bố thí mà phước giàu, bố thí xong chiều nay giàu, chắc thầy nói người ta ao ao người ta đi bố thí liền đó. Mình đi tặng cơm cho người ta mà tặng xong là cái người đó được cái phước báu là no đủ, là mình thấy ai đó tặng cơm, tặng quà từ thiện cho người ta mà no đủ liền đó nha. Trời, ao ao người ta đi làm liền đó. Thưa quý vị, cuộc đời này á, nó không phải đơn giản như vậy. Những gì mình làm nó có cái quả hết, nhưng mà vấn đề là cái thời gian nó trổ quả là khi nào. Bây giờ mình nói mình nương theo lời Phật á, thì Phật dạy như thế này nè, là có những cái việc làm của mình á, cái kết quả của thiện nghiệp á, nó cho quả liền. Có những kết quả của thiện nghiệp là nó cho vài năm sau, vài chục năm sau. Có những thiện nghiệp hoặc ác nghiệp nó trổ đời sau. Có những thiện nghiệp ác nghiệp nó chỗ nhiều đời sau. Thì nó chỗ trong đời này gọi là hiện báo, là cái quả báo nó cho trong hiện đời này. Nếu mà nó chỗ ở cái đời kế tiếp thì gọi là gì? Sanh báo. Còn mà nó chỗ từ cái đời sau đó trở đi gọi là hậu báo. Nắm giùm thầy chưa? Còn nó chỗ trong đời nào thì mình không có biết rõ. Thầy có đồng câu chuyện cái anh này là trong nhà của anh có mấy con chuột. Mấy con chuột á, nó vô nó nhà ảnh, nó cắn đồ này đồ kia, thì ảnh giận quá, bữa đó ảnh bẫy được nó. Thay vì bẫy xong mình một ảnh giết hay như thế nào đó, phải không, thì ảnh cũng giết. Ảnh giết bằng cách là được rồi, tức quá rồi mà lấy trong xe Honda lấy xăng ra tẩm vô ha, bật khục quẹt ha, bữa giờ mày cứ vô mày quậy ha, bật khục quẹt. Lúc bật làm sao á, nó dính xăng, nó chảy qua cái xe, nó cháy cái xe, cháy luôn cái nhà. Rồi con chuột cũng chết, cháy luôn nhà, cháy luôn xe, mơ may chưa mất mạng. Quý vị thấy không, không bị phỏng mà chưa có mất mạng. Có những cái mình làm liền nó có quả liền á. Thầy nói ví dụ nè, thầy gõ xuống cái bàn, phải không, là cái nhân của thầy là gõ xuống và nó có cái quả liền. Quý vị giận người ta nó có quả liền không? Ví dụ chửi người ta một câu nó có quả liền không? Nó có cái quả liền và nó có cái quả sau đó. Khi quý vị vừa chửi người ta một câu là tâm quý vị sân rồi. Mà ngay khi tâm quý vị sân giận lên là như hồi nãy thầy nói đó, là trong lòng bất an khó chịu và cắn rứt với lương tâm chưa? Ngay đó là quý vị khổ trước đã. Rồi còn cái chuyện mà sau đó án kết với nhau khổ đời nào nữa tính tiếp, tùy có án kết đó.
À, cho nên nó là mình làm điều bất thiện là mình khổ trước cái đã. Mà khổ cái mình hay uống thuốc độc. Uống thuốc độc mong người ta chết. Ha, tôi giận anh lắm, tôi mong cho anh chết sớm, phải không? Rồi, uống thuốc độc tiếp. Có phải không? Có phải chúng ta thường thông minh như vậy không? Giống như con rắn nó bị con muỗi chích, nó tức quá, bây giờ nó không biết cách nào trả thù con muỗi. Muỗi chích mình lấy tay mình đập. Giờ con rắn nó bị chích, nó tìm cách nào nó đập đây. Nó mới thông minh lắm quý vị, nó mới quấn chiếu, quán chiếu. Nó ở trên núi, nó đi xuống đường ray xe lửa. À, nó xuống nó nằm im, nó nói tao nằm im ở đây ha, cho mấy đứa mày tới chích tao, chích cho nhiều vô, tao đợi xe lửa qua cán hít tụi bay. Rồi nó nằm im cho mấy con muỗi chích, muỗi bu vô chích nó, lát nữa xe lửa chạy qua cán chết hết mấy con muỗi luôn. Mình vẫn thường thông minh như con rắn vậy đó, đúng không? Nó mình hại người ta mà trước những hại mình rồi đó, con muỗi chết thì nó cũng chết luôn đó. Cho nên quý vị thấy không, có nhiều cái trường hợp đó là chúng ta cứ đòi kết quả xảy ra liền, mì ăn liền. Thì kính thưa là có những chuyện là xảy ra liền, có những chuyện là đời sau nữa. Nhưng chúng ta phải thấy một điều đặc biệt thế này nè, giáo pháp của Phật là thiết thực hiện tại, hiện tại lạc trú. Tức là nếu quý vị có tu, không đợi quý vị tu một tuần, 10 ngày, 3 ngày đâu nha. Khi quý vị khởi tâm tu là quý vị an lạc liền luôn đó. Ví dụ quý vị tâm quý vị đang bất an nè, quý vị nương câu niệm Phật hoặc nương theo dõi hơi thở, hoặc quý vị chánh niệm ngay liền tức thì đó là quý vị an liền rồi đó. Mà vấn đề là cái an đó nó có sâu hay không, nó có vững hay không thôi. Quý vị càng tu một chút nữa, tâm của quý vị càng an, nó càng vững hơn, phải không? Chứ không phải đợi thôi bây giờ con ráng con niệm Phật, bây giờ con ráng con ngồi thiền để 3 ngày nữa con an. Không có nha, quý vị ngồi là quý vị an liền. Vấn đề là cái kỹ thuật, vấn đề là sự cố gắng tinh tấn của mình đúng pháp hay không. Chứ giáo pháp của Phật tu là an liền, tu là an liền. Giờ phút nào vì tu là giờ phút đó an, chứ không có tu đi con nửa tiếng nửa an, không có. Vì thấy hạnh phúc chưa? Thiết thực hiện tại mà, ngay trong giờ phút hiện tại mà mình tu là mình có hạnh phúc liền. Còn sâu lâu hay không nữa là tùy cái công phu sâu dày của quý vị hay là mỏng của quý vị thôi. Đó, còn cái chuyện mà nhân quả nó trổ ra á thì nó cũng phải tùy thời nha. Cho nên từ nay trở đi á, mình nói trời ơi sao con đi chùa rồi con cúng dường, con bố thí, con làm phước mà sao con càng tu con càng bệnh vậy trời. Có nhiều người nói vậy đó, nói sao mà sao con càng tu con càng bệnh vậy thầy. Thầy nói ừ bệnh đúng rồi, ngủ không đúng giờ, ăn không đúng bữa, giống thầy nè, ngủ không đúng giờ, ăn không đúng bữa, không tập thể dục. Thì nói ví dụ vậy, bệnh mới lạ, không bệnh mới lạ. Đừng có đổ thừa là do đi chùa nha, mình là họ đổ tin thừa. Quên, pháp danh của con là Diệu Quên, còn tên của con là Đỗ Thị Thừa, phải không? Đỗ Thừa Quên, quên khôn không à. Người ta mượn tiền mình là mình nhớ, còn mình mượn tiền người ta thì mình quên. Đó, quý vị thấy không? Vậy thì á, khi chúng ta hiểu được những điều này, chúng ta không có thể mong cầu là à con làm phước đủ duyên nó mới chỗ. Có nhiều người nói tại sao ông đông ác mà ông giàu dữ vậy thầy? Ừ, đâu có tự nhiên ông giàu. Mình hiểu đạo không có đặt câu hỏi đó, đâu có tự nhiên người nào giàu đâu. Cái giàu nhỏ nhỏ là sự cố gắng của họ, mà họ giàu lớn là do cái phước của họ. Ông có phước, bây giờ cái phước ông đang chỗ thì ông giàu. Còn ông làm ác, mình biết nhân quả rồi, làm ác có quả ác thôi. Bây giờ ông chưa chỗ quả ác thôi, bây giờ chưa chỗ thôi, có thể vài chục năm nữa chỗ, hoặc có thể đời sau chỗ. Không có gì mà cuộc đời này, khi quý vị hiểu về nhân quả thôi là không có cái gì mà bất bình đẳng. Thật ra nó rất là bình đẳng. Quý vị chưa từng cúi đầu xuống để cung kính đảnh lễ ai thì quý vị đừng có mơ người ta cung kính đảnh lễ mình. Phải thấy vậy đó. Cuộc đời này mà mình nhìn lên mình không thấy ai để mình lạy, mình cúi đầu, mình quy y, mình tôn kính nữa là thầy nói đại họa. Quý vị còn ai để quý vị cúi đầu không? Bao la phải không? Thiện tri thức minh sư trên nhất trước hết là ai? Là Phật. Là Phật. Tôn kính đảnh lễ cúi đầu quy y. Có nhiều người nói cuộc đời tôi không ai để đáng để cho tôi lạy hết. Trời ơi thầy nói đại họa rồi đó. Đại họa, không sớm thì muộn. Mấy ngã mạng tâm kiêu mạng là nó tổn phước kinh khủng khiếp lắm ấy. Mà còn kiêu mạng mà cho mình trứng quả này quả kia nữa. Có vừa rồi có một vị hỏi thầy, thưa thầy nửa tháng rồi con thấy con không có giận thầy. Con trứng được quả nào chứ thầy? Trứng nào tật nấy có. Nó có nửa tháng không giận, mà không phải không giận đâu, nhiều khi nằm chỗ đó ở góc đó đâu ai chọc mình giận đâu. Ra mua 2 kg cá cân 1,5 kg coi biết liền. Thấy không đó, lúc này mới thấy. Nên quý vị thấy là có những cái chuyện là chúng ta phải xét. Rồi.
Thì bây giờ thầy nói đến bốn cái. Tuy nhiên có những cái trường hợp là khi chúng ta bố thí cúng dường nó cho cái quả liền luôn nha quý vị, ngay trong hiện tại luôn. Thì nếu muốn xảy ra cái quả liền trong hiện tại, quý vị cần bốn điều. Bài thuốc này, cái bài pháp này là đặc trị cho những người muốn xảy ra liền. Quý vị muốn không? Muốn không? Muốn không? Muốn chứ, đúng không? Thầy cũng muốn nữa. Khi mà lại nghe tới đây thầy cũng muốn nữa chứ. Tại vì mình muốn không muốn kết quả liền mình cũng muốn chứ. Cái này được trích dẫn trong chú giải Kinh Pháp Cú. Bốn điều kiện khi quý vị bố thí mà có thành tựu được bốn điều này thì sẽ có kết quả xảy ra trong hiện tại, trong đời này nha. Thứ nhất là cái đối tượng mà mình cúng dường bố thí á, về đối tượng mà mình cúng dường bố thí thì người đó phải là bậc thánh A-na-hàm trở lên, A-na-hàm hoặc A-la-hán. Cái đối tượng mà mình cúng dường tức là cái người này phải chứng thánh quả thứ ba trở lên. Bốn quả thánh là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A-na-hàm và tứ quả A-la-hán. Thì cái đối tượng mà mình bố thí cúng dường á là phải từ quả thứ ba trở lên là A-na-hàm hoặc A-la-hán. Đó là cái đối tượng cúng dường. Còn bản thân mình là người cúng nè, ví dụ mình là người cúng đi, thì lúc cúng mình phải là một người có thiện tâm, trong sạch, hoan hỷ, tôn kính, và cái tâm của mình phải tâm hợp với trí tuệ. Làm sao quý vị? Tức là quý vị cúng mà tâm quý vị rất là hoan hỷ, tâm rất là mạnh, cái thiện nghiệp này mình rất là tha thiết, rất là hoan hỷ khi mình làm. Có nhiều người làm không có hoan hỷ tha thiết lắm đâu nha. Thầy nói ví dụ nè, quý vị đang ăn ổ bánh mì, đang ngồi bánh mì, quý vị đang ăn vừa đi, quý vị thấy có con kiến đó, nó bò ở dưới, múc bánh mì xíu dục cho nó ăn à, có phải đó là điều thiện không? Thì có mà nhỏ. Quý vị đang ngồi chơi, quý vị trong nhà quý vị thấy có hồ cá, quý vị bẻ bánh mì dục xuống cho con cá nó ăn, thấy không? Thì cũng là thiện mà nhỏ lắm. Quý vị thấy một giúp cũng có giúp ai đó, với cái tâm mình nó không có mạnh mẽ, nó không có hoan hỷ lắm, hoặc có mà nó không có tha thiết lắm. Thì ở đây chúng ta làm một cái thiện nghiệp đó, tâm bố thí cúng dường đó với cái tâm rất là tha thiết, rất là tôn kính, và phải hợp với trí tuệ nữa. Hợp với trí tuệ là sao? Là quý vị làm mà quý vị tin nhân quả mà làm. Quý vị bố thí vì tin nhân quả mà bố thí, vì cúng dường vì tin nhân quả mà quý vị làm, có thiện có ác, có tội có phước. Tại sao thầy nói tin nhân quả mà làm? Tại vì có những người làm mà không tin nhân quả. Có không quý vị? Có làm không tin nhân quả sao? Ví dụ như bạn mình đi bố thí, bạn mình đi vui quá, ê bữa nào cho đi với coi, đi chung cho nó vui, chứ đâu có tin, làm nhưng không có tin nha. Hoặc có những người mà hôm nay vô chùa tu tập, không phải vô tu đâu, đâu có thích tu, đâu có tin nhân quả đâu mà tu, nhưng mà ba mẹ mình nói thôi con vô chùa một ngày đi, về chiều nay má cho 500, đi vô chùa là vì 500 chứ đâu có vì ấy đâu. Con không cấp cô độc là lúc đầu đi vô chùa nghe pháp là cũng vậy đó quý vị, là vì nghe pháp xong ổng cho tiền, đâu có tin nhân quả. Thì khi quý vị làm, mình là phải người tin nhân quả, gọi là tâm hợp trí. Tin nhân quả nó có hai, một là quý vị tin về nhân quả là trí tuệ nhân quả, thứ hai là trí tuệ về tam tướng, tam pháp ấn. Quý vị hiểu cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã, quý vị hiểu được hai điều này, quý vị làm thì là quý vị là người có trí tuệ, làm tâm hợp trí nha. Còn không là tâm không có hợp trí thì quý vị làm á, quý vị sau này sẽ được chỗ cái quả giàu, đẹp, khỏe này kia thôi, chứ quý vị không có liên quan đến Phật pháp. Cho nên có nhiều người hiện nay vì thấy họ rất giàu, họ rất đẹp, họ rất khỏe, uy quyền, mọi cái đầy đủ hết, nhưng mà nói về Phật pháp thì họ không có tin. Là vì khi họ làm tâm không có trí tuệ, mà không có trí tuệ là không có trí tuệ về nhân quả và không có trí tuệ về tam tướng. Nắm cái mấu chốt chỗ này nha. Cho nên khi quý vị mà là Phật tử tin nhân quả thì nói tin nhân quả thôi, là cuộc đời của mình sẽ có một chân trời khác liền. Rồi sau này quý vị làm cái điều lành đó, quý vị trở thành một con người tam nhân, là vô tham, vô sân, vô si, là đủ điều kiện để chúng ta, nếu mà chúng ta tu tập đó, thì có thể đắc thiền đắc thánh. Còn cái người họ không tin nhân quả mà họ làm điều tốt á, giống như một đứa bé 5 tuổi nè, nó vô chùa nó cúng hoa cho Phật nè, nó lạy Phật nè, nó cúng dường nè, thì nó mới có gọi là nhị nhân thôi, là nó không tham không sân thôi, nhưng mà nó chưa hiểu nhân quả. Ba mẹ nó dẫn thì nó làm thì nó vẫn tốt, cái phước nó tốt đó, nhưng mà không có trọn vẹn. Thì có nhiều người đó, họ làm như vậy thôi, hai cái điều đó thôi, thì họ sẽ được giàu khỏe đẹp lắm, nhưng mà nó đến Phật pháp thì không. Thì đứa bé thì nó mới có hai đó thôi, sau này lớn lên á, cha mẹ hướng dẫn cho nó hiểu nhân quả. Cho nên trí tuệ hiểu về nhân quả là nó đưa cuộc đời mình về một chân trời mới nha quý vị. Ráng nghe thầy giảng hai cái bài là mục đích cuối cùng của việc bố thí, và bố thí, cúng dường và hồi hướng. Thì quý vị sẽ hiểu mấy vấn đề này kỹ, để sau này quý vị bố thí, cúng dường làm phước á, để mình khởi cái tâm thiện lúc làm. Thì cái điều kiện thứ hai để cho cái kết quả trong hiện tại đó là gì?
đó là quý vị phải cúng dường bố thí với cái tâm là hoan hỷ, tôn kính, mạnh mẽ và có trí như vậy. Rồi, là cái thứ hai. Cái thứ ba là khi quý vị muốn tác thành một cái việc phước, đó là quý vị phải có cái vật phẩm, đúng không ạ? Ví dụ như quý vị muốn cúng dường cho vị đó, có vị đó rồi, có mình rồi, nhưng bây giờ phải có cái vật phẩm. Vật phẩm đó có thể là một ly nước, có thể là một bình hoa, có thể là một bữa cơm, có thể là một chén canh, có thể là một ly nước mía, có thể là một cái bánh, cái gì đó mà là vật phẩm. Nhưng vật phẩm đó phải thanh tịnh. Vật phẩm đó phải thanh tịnh. Mà vật phẩm thanh tịnh là làm sao? Vật phẩm thanh tịnh là làm sao? Là vật phẩm đó quý vị làm ra được từ mồ hôi nước mắt của mình, và phải không làm ra từ năm cái nghề trái đạo của người cư sĩ. Tức là cái vật phẩm đó, tịnh tài, tịnh vật đó phải là thanh tịnh. Mà thanh tịnh là sao? Là quý vị không làm ra từ năm cái nghề trái đạo. Là nghề gì? Là nghề buôn bán vũ khí, buôn bán sắc gái, là buôn bán người, buôn bán sắc gái, buôn bán vũ khí, buôn bán thuốc độc, buôn bán rượu, và cái nghề bàn tay nhuốm máu, là sát sanh, là hại vật để mà có cái đó. Thì nếu quý vị né cái đó ra, còn nói rộng ra hơn là đại ý là từ mồ hôi nước mắt của mình làm ra bằng những cái nghề chân chánh, thì dù là một ly nước thì vật phẩm đó vẫn là thanh tịnh. Nắm giùm thầy chưa? Vậy thầy có người hỏi, ủa vậy chứ có những người á, họ sát sanh rồi họ đi cúng dường bố thí vậy họ có phước không? Có không ạ? Có chứ, có. Nhưng mà nó sẽ không trọn vẹn thôi. Vậy thôi. Chứ họ làm tốt là có phước, nhưng nó không trọn vẹn. Là mấy yêu cầu rồi? Ba. Mà thầy nói là mấy cái nó mới cho kết quả hiện tại? Bốn. Cái thứ tư nè. Cái thứ tư nè, quý vị mới khó nè. Đó là cái gì? Hồi nãy mình nói cái người mà đối tượng nhận cúng dường bố thí đó phải là từ thánh quả thứ ba lên, đúng không? Cái thứ tư là cái người đó phải mới vừa xả thiền diệt xong. Giống như cái vị đó vừa nhập định, mà nhập định thiền diệt. Tức là sao? Là cái người mà muốn nhập vào cái thiền diệt á, thì cái người này phải chứng quả A-la-hàm trở lên. Và cái người nhập vào thiền diệt, cái quý vị giống như là cả ngày ngồi bất động vậy đó. Ví dụ như là có một lần Đức Phật nói, khi mà ngài nhập vào thiền diệt á, là cái tiếng sét bên tai nó cũng không ảnh hưởng đến ngài nữa. Thì cái người này phải vừa xả thiền diệt, mà cái vị xả thiền diệt ở trong cái cõi nhân loại của mình đó, một vị mà phi mà nhập vào thiền diệt các quý vị, thì cái người đó thường sẽ nhập trong 7 ngày. Tức là trong 7 ngày đó các ngài không có ăn uống, nhập thiền diệt trong 7 ngày. Cái này nó có giáo lý chuyên sâu một chút nha, để chúng ta kể chúng ta cứ học thêm. Giống như cái vị đó mà khi nhập vào thiền diệt rồi là thọ tưởng không còn. Giống như lúc đó mà có một tiếng sét đánh bên tai, cái ngài cũng không còn. Thân giống như mình nói theo đời mình nhìn giống như một cái khúc ngồi vậy đó, không có còn sự sống. Nhưng mà khi các ngài đã chú nguyện trước khi vào thiền diệt rồi, thì cái vị này á, trước khi mà nhập vào thiền diệt á, cái vị này quán chiếu 4 điều. Trước khi nhập vào thiền diệt trong 7 ngày á, các ngài quán chiếu 4 điều. Quán chiếu điều thứ nhất á, là quán chiếu coi là các ngài coi là cái thân này á, chú nguyện cho cái thân này trong 7 ngày nó không có bị hư hoại. Nhiều khi cái thân mình vượt vài ngày không khéo nó hư hoại, cho nên cái vị này từ chứng từ quả A-la-hàm trở lên mà chú nguyện cho cái thân này trong 7 ngày nó không có bị hư hoại cái thân này. Cho nên các ngài ngồi nhập thiền diệt 7 ngày cái thân nó không hư hoại. Chú nguyện cái thứ hai là nếu mà Phật có cần á, Phật có gọi á, thì cái vị này phải xuất định để về nếu mà Phật cần về thưa chuyện với Phật, hoặc là đại chúng cần, chư tăng cần. Đó là điểm thứ ba, là cái vị này sẽ xuất định. Và cái thứ tư, cái vị này coi thử coi là cái tuổi thọ của mình á có còn kéo dài được 7 ngày hay không. Nhiều khi đến một lúc, ví dụ như mình sống ở đây, cái nghiệp nó hết, tuổi thọ nó hết là mình phải đi thôi. Ngày mai hết tuổi thọ là ngày mai quý vị đi thôi. Thì cái vị này coi mình muốn dập thiền diệt trong 7 ngày tới, thì coi trong 7 ngày này cái tuổi thọ của mình nó có chấm dứt trong khoảng đó không. Nếu không thì mới nhập. Đó, vậy thì cái vị mà muốn nhập thiền diệt là quý vị coi bốn, cái vị đó quán chiếu 4 cái điều này. Chú nguyện 4 điều là thứ nhất cho cái thân này nó không hoại trong 7 ngày. Cái thứ hai là coi trong cái 7 ngày này Phật có cần thì sẽ xuất định. Thứ ba là tăng chúng có cần sẽ xuất định. Và cái thứ tư là chú nguyện coi lại, xét lại coi cái tuổi thọ của mình nó có sẽ chấm dứt trong 7 ngày này không. Nếu không thì vị này sẽ nhập thiền diệt trong 7 ngày. Thì khi 7 ngày các ngài nhập thiền diệt là sẽ không ăn không uống, không ăn không uống. Và khi các ngài xuất định, khi các ngài xuất định thì lúc này cái cơ thể của các ngài, cái vật phẩm mà cúng dường lúc này rất hợp thời. Rất hợp thời trong lúc này, tại vì cái cơ thể tứ đại lúc này nó sẽ rất cần đồ ăn. Tại vì trong 7 ngày rồi là không ăn gì. Giống như rất hợp thời với quý vị. Giống như có một lần cái hai vợ chồng thương nhau lắm, sống từ già, từ trẻ đến già thương lắm quý vị.
về già hai vợ chồng nghèo lắm. Ông chồng ổng thương bà vợ quá, để kỷ niệm cái ngày mà hai người người cưới nhau á, ổng thấy cô vợ của mình có mái tóc dài đẹp lắm mà khổ nỗi nhà nghèo nỗi không có cây lược. Cho nên nó ổng á, ổng mới thấy là ổng thì ổng có cái đồng hồ, mà khổ nỗi là cái đồng hồ còn cái mặt đồng hồ mà ổng có cái dây. Ổng nói thôi, để kỷ niệm cái ngày cưới, ổng âm thầm ổng bán cái mặt đồng hồ để ổng mua cái cây lược, âm thầm gói cái món quà để cái ngày cưới á, tặng cho bà vợ. Cái bà vợ thấy chồng mình thương lắm, có cái đồng hồ mà không có cái dây đeo đâu có được, mới âm thầm đi cắt cái mái tóc của mình bán để mua cái dây đồng hồ tặng cho ông chồng. Đến cái ngày tặng quà, bà vợ mở ra thấy cái lược của ông chồng, ông chồng mở ra thấy cái dây đồng hồ, không bán mất cái đồng hồ là cái dây đeo đâu. Còn ông chồng tặng cho bà vợ cây lược rồi, cô cắt luôn mái tóc rồi chảy làm sao. Nó hợp thời là như vậy đó, quý vị hiểu không? Giống như bây giờ, hôm nay thầy đang bị ho, mọi vị tới, con quý thầy lắm thầy, con cúng dường thầy ly trà đá, rồi thầy thua rồi. Thầy cũng quý, thầy nhận tấm lòng thôi để nhìn cho vui, đúng không? Giống như thầy mới ăn cơm xong rồi, tới tặng thầy hộp cơm, thầy quý, thầy nhận tấm lòng chứ thầy ăn đâu có nổi. Có những người ở Sài Gòn mà tặng con tặng thầy cái mền, trời ơi nó dày rồi, thôi để đó nhìn cho vui chứ đắp đâu có được. Có nghĩa là nó có nghĩa là tâm tốt của quý vị, tấm lòng của quý vị, nhưng mà nó chưa có hợp thời lắm. Cho nên quý vị mà cúng dường hay cái gì đó cho một giúp một người nào đó mà hợp thời thì quá tốt. Hợp thời là gì? Khi người ta bệnh cần thuốc, đói hay cần ăn, cần những cái mà cần thiết ngay lúc đó là gọi là hợp thời. Thì lúc này cái vị này xuất định á, là cơ thể tứ đại của ngài 4 ngày không ăn rồi. Cho nên là nếu chúng ta có duyên cúng ngay lúc này là điều kiện thứ tư. Mà ai có cái duyên này quý vị, thời Phật á, có một cái gia đình, để thầy kể quý vị nghe, gia đình của ông Buna. Ông Buna là hai vợ chồng ông với con gái á, thì hôm đó là ông làm, ông đi làm ruộng. Thì hôm đó vợ ở nhà nấu cơm đem ra. Thì quý vị biết cái duyên lành của hai vợ chồng là ở chỗ này nè. Là ngài Xá Lợi Phất lúc đó ngài vừa nhập thiền diệt xong 7 ngày, ngài xả thiền diệt xong thì ngài mới quán chiếu coi là ngài có duyên độ ai, thì ngài mới thấy là có duyên độ cái gia đình ông Buna này. Thì ngài mới trên đường đi á, thì cô vợ mới chuẩn bị cơm á để đem cho chồng. Thì đang trên đường đem thì thấy ngài Xá Lợi Phất, bà ta tôn kính quá nè, rất tôn kính nha, bà cúng dường lên ngài Xá Lợi Phất cái bữa cơm. Thì quý vị thấy chuyện gì? Thứ nhất là bà ta cúng dường thanh tịnh không, Phật phẩm thanh tịnh, tâm bà thanh tịnh không, thanh tịnh hoan hỷ hợp trí. Đối tượng có phải là bậc thánh A La Hán không, A Na Hàm không? Phải. Và đặc biệt là ngài vừa xả thiền diệt thân của ngài cần nữa. Bà cúng xong, bà đảnh lễ, bà cúng dường với cái tâm hoan hỷ xong, bà về bà nấu cơm đem ra cho ông chồng. Thì ra hơi trễ, thì ra xong á, bà kể cho ông chồng hoan hỷ vô cùng quý vị. Hai vợ chồng chưa nắng ngồi dưới đám ruộng, ước gì mà cái đám ruộng của mình mà mấy cái này nó thành vàng luôn ha, nó chơi vậy thôi quý vị. Cái đám ruộng thành vàng thiệt luôn, thành vàng luôn quý vị. Nghĩa là cái ruộng của ổng, ổng cuốc lên từng cục đất đó là cục vàng. Cục đất đó là cục vàng luôn. Ổng quào mắt cái gì, ổng cầm lên, cục vàng chứ không phải cục đất. Cái này tôi nói theo kinh nha quý vị. Quý vị không tin là chuyện của quý vị nha. Còn thầy là thầy tin. Có những chuyện mà, có những người mà có thần thông đó quý vị nha. Các ngài muốn chú nguyện ra cái gì ra cái đó. Mình chưa có thần thông đó, thì mình khoan hãy nói đó. Mình muốn biết cái chuyện gì đó, có những cái mình không thể làm được thì mình hãy đọc những câu chuyện, đọc những câu chuyện mà nhất là cái nguồn gốc rõ ràng trong kinh điển, chẳng lẽ Phật nói dối. Thầy nói ví dụ nè, quý vị qua bên Hà Lan nó có cái vườn hoa mà đến mùa hoa tulip nở rất là đẹp. Bên Hà Lan thầy có tới đó rồi. Thì thầy hỏi quý vị nè, quý vị tin là có cái điểm đó không? Có cái điểm mà cái vườn hoa bên Hà Lan đến mùa hoa tulip nó nở đẹp, quý vị tin có không? Có không? Tin không? Quý vị tới chưa? Chưa tới sao tin? Có thể là quý vị nghe người này kể trong sử, trong sách, trong những cái nơi mà đẹp của thế giới người ta có lưu lại, phải không? Chưa tới mình tin. Quý vị tin ở bên Ấn Độ có cái nơi Đức Phật đản sanh thành đạo không? Đi chưa? Thầy không hỏi những người đi rồi, thầy hỏi những người chưa đi nè. Những người chưa đi tin không? Chưa tới mà tin. Đó, quý vị thấy chưa? Có những điều không phải là mình tới mình gặp trực tiếp mới tin. Cái trình độ tâm linh của mình có chừng đó à. Có một lần á quý vị, có cái vị này nè, ngài ngồi thiền, ngài quán nước, cái đề mục của ngài là quán nước. Ngài quán ra cái hồ đó thành nước luôn quý vị. Có một chú tiểu đi ngang lấy cái cục đá quăng vào cái hồ nước đó.
Khi Ngài xuất định xong, Ngài đau bụng. Ngài đau bụng. Cái Ngài mới hỏi các con coi là trong các con lúc mà các con có làm gì trong cái phòng đó không, thì có con chú nói dạ con thấy cái hồ đó có nước, con lấy cục đá con quăng vô. Thì thầy mới nói thôi bây giờ bữa sau con thấy cái hồ đó con lấy cục đá ra nha, cái ngồi Ngài quán nước ra nước lại. Có một vị ngồi nhập định quán thân ra vàng, biến thân thành cục vàng. Nghe mấy cái này quý vị nghĩ là mê tín đúng không? Chưa có biết thì khoan hãy nói. Đối với các vị có thần thông, cái chuyện ví dụ như một ngọn núi các ngài quơ tay một cái rồi ngọn núi nó bay qua chỗ khác. Muốn hiện hình ra cái gì hiện ra cái đó. Các vị ngài, các ngài mà có thần thông, các ngài nhích ngón tay một cái lên cõi trời, nhích cái ngón tay cái xuống địa ngục rồi. Chứ không phải như mình ngồi đây mình muốn đi ra ngoài kia, mình phải nhảy qua xuống kia đi đâu, mình còn bị hạn hẹp bởi không gian vật lý. Các ngài mà có thần thông, những cái điều đó nó bình thường lắm, không có gì hết. Bình thường. Trong thời Phật á, chưa nói đến những bậc thánh nha, những vị mà có thần thông mà chưa chứng thánh đó, các vị có thể biến hóa bay nhảy làm chuyện gì cũng có thể làm ra được. Dĩ nhiên là không có qua nhân quả thôi. Cho nên có những chuyện mình vượt qua cái khả năng suy nghĩ của mình. Thì ở đây á, Buddha ông thấy cục vàng như vậy, ông mới nói sao vàng nhiều vậy. Có xong cuối cùng quý vị biết cái số lượng vàng quá nhiều mà báo vào trong cung vua. Vua cho lính á, vua cho người mới chở vàng nó về trong cung. Ông cho cúng vô trong giường, cho cúng trong cung mà, cho vua mà. Thì khi mà lính ra chở thì nó trời ơi vàng của vua nhiều quá. Thì khi vừa nói vàng của vua nhiều quá thì sao quý vị? Nó biến thành đất lại. Thành đất lại. Mấy người lính nói dạ nó đất chứ không phải vàng. Tôi hỏi là các vị nói sao mà nó ra đất, nó dạ đây là vàng của đức vua nó không, ra nói vàng của ông Buddha á, ra nói đây là vàng của ông Buddha nó thành vàng lại quý vị. Cái phước của ổng nó vậy đó. Trong đời này quý vị thấy không, có người ta nói cái câu gì là có phước là sẽ có phần. Cái người đó có phước đó rồi, ngồi ở chỗ đó rồi, vị trí đó rồi, việc đó rồi, thì xây dần sau đó nó cũng dẫn quý vị về cái chỗ đó. Nếu quý vị có phước ở cái phần đó thì có phước sẽ có cái phần đó. Quý vị mà có phước về phần thức ăn rồi, quý vị yên tâm, quý vị đi đâu cũng không bao giờ bị đói. Quý vị mà không có phước về đồ ăn rồi, quý vị ngồi ngay mâm cơm quý vị cũng bị đói. Quý vị coi lại đi. Cho nên quan trọng là quý vị có phước hay không, có phước về vấn đề đó hay không. Thì sau đó cả gia đình ông Buddha này với con gái cúng dường trai tăng liền một tuần, và cả ba, hai vợ chồng ông Buddha và con gái đều chứng sơ quả hết. Đây là một câu chuyện rất đặc biệt, và thưa quý vị, kết quả xảy ra liền trong bốn điều kiện đó. Quý vị thấy không? Điều kiện thứ nhất, một bậc thánh A-na-hàm A-la-hán là khó chưa? Khó rồi. Điều kiện thứ hai là mình có thể nè, chuẩn bị vật phẩm thanh tịnh, mình có thể chuẩn bị tâm mình thanh tịnh, hợp chí mình có thể chuẩn bị. Nhưng mà đối tượng bậc thánh A-la-hán A-na-hàm ở đâu ra? Khó lắm. Mà bây giờ thầy nói giả dụ có đi chăng nữa, nhưng phải đúng lúc các ngài xả thiền diệt ra, thân của các ngài rất cần hợp thời, và mình cúng ngay lúc đó, là thầy thưa quý vị là cái quả báo, cái quả lành nó sẽ trổ liền trong đời này đó. Ai muốn mì ăn liền nghe câu chuyện này đi đó, tìm bốn điều kiện này đi rồi mì ăn liền đó, thầy chấp nhận á, mô Phật á đó, không mì ăn liền. Còn không á thì sao, còn không á thì thôi, đợi cái nhân duyên đủ duyên thì nó trổ nghe quý vị nha, chứ đừng có nghĩ cái gì mà cũng đòi ra kết quả liền là không được. Thầy xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị vào một lần khác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.